Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoa nở bán hương, kiều di hỏi di cung ở nơi nào? Quảng dương buông xuống, đỡ chuyên tâm Bồ Đề nay bước đến dòng suối, để trổ xiên tươi liếm lửa hồng, như vậy chúng ta đã hiểu được khi chúng ta sự tiếp đón ân cần và nồng nhiệt. Quý vị đã làm được rồi, quý vị đã làm được rồi thì sự quả quỳ của quý vị đã đạt đến, đã đạt đến đỉnh điểm, đỉnh điểm. Quý vị mới cảm thấy, quý vị hỏi câu gì, hỏi di cung ở đâu. Điều này là cho thấy sự tò mò chúng ta đã khổ luyện, và sự tò mò của quý vị đã hỏi di cung ở nơi đó. Không, điều này ở nơi đâu mà không phải ở nơi khác? Tại sao như vậy? Tại sao quý vị lại có thể hỏi được như thế? Bởi đó là sự thành tựu của quý vị. Một thành tựu mà tôi cho rằng đó là vô cùng viên mãn. Một thành tựu mà không ai có thể sánh bằng. Vì lúc này sao? Lúc này quảng duyên của quý vị đã thật sự buông xuống rồi. Quý vị buông là quý vị đã làm được những điều mà người khác không thể làm. Tại sao như vậy? Vì tất cả đều buông xuống rồi thì còn gì để lưu luyến. Trong thân tâm quý vị giờ chỉ còn có con đường. Quý vị mới hỏi là di cung ở nơi nào? Đây là sự kết thúc của sự tò mò. Và quý vị muốn hiểu được rằng chỉ có con đường đến di cung là con đường ngắn nhất ở kiếp phàm phu của chúng ta. Vì thế nên vạn duyên quý vị mới buông xuống được, mới buông xuống được. Quý vị đã nhận ra được rằng không còn gì quan trọng nữa, và điều đó là quý vị đã buông. Sự buông ở đây chính là quý vị dừng lại tất cả, quý vị dừng lại tất cả, sống vô cùng chậm rãi, và tâm của quý vị an vui. Sự an vui này là đánh dấu các quá trình mà quý vị đã tinh tấn, đã cố gắng. Sự tu tập này của quý vị luôn luôn được
luôn luôn thấy được sự đẹp đẽ vô cùng, và từ đó quý vị đã buông bồ đề, nay bước đến gần sự gần gũi và thân thiện của quý vị, đem lại các tâm an, và điều đó quý vị càng thêm đến gần hơn. Sự thành tựu và nỗ lực của quý vị đã dần dần đi đến hồi đâm hoa kết trái. Đó là sự thành tựu mà tôi cho rằng ở tất cả, ở đời sống, ở các công phu, và ở nhất là ở điều mà quý vị thấy được sự tâm bồ đề đang đến gần đến mức độ mà quý vị nhận ra rằng bồ đề là nơi quý vị cần đến nhất. Vì sao vậy? Vì ở nơi đó nước trổ sen tươi liếm lửa hồng. Trên ngọn lửa hồng có các dòng suối nhỏ chảy hấp rắc. Mà hơn thế nữa, sen đang nở báo hiệu một điều tốt đẹp vô cùng đến cho quý vị. Quý vị cảm thấy vui tươi, quý vị cảm thấy một niềm hân hỷ, và không bao giờ là điều khác lạ có thể thay đổi được, có thể thay thế được. Niềm hân hoan vui sướng này là quá trình mà quý vị đã đem đến một sự an vui nhất định, mà sự an vui này tiếp nối và cứ thế tiếp nối. Quý vị đã làm được rồi, quý vị đã cảm thấy một niềm hoan hỷ và kéo dài. Quá trình này là quá trình mà luyến lửa hồng, một sự kéo dài đến vô tận, đến không bao giờ ngừng nghỉ và trở nên khăng khít. Quý vị sẽ là đồng cư dân trung căn, thượng căn và hạ căn. Quý vị đang làm bạn với các thiện tri thức. Vì như thế quý vị mới thấy được sự xen nở ở trong lòng. Từ đó mà bồ đề tâm và bồ tát đạo đã từng bước đến với lửa hồng, đến với tình yêu thương, đến với sự hoan hoan ở tại một điểm cực nào đó. Một điểm cực này không thể dừng, và từ đó quý vị đã cảm thấy được rằng sứ mệnh là giúp cho quý vị có thể có được tâm an vui. Từ đó quý vị có lòng đại bi sâu rộng. Vì lòng đại bi sâu rộng đến như vậy, tình yêu thương bao la đến như vậy, quý vị đã đem trải lòng mình đối với tất cả chúng sinh như vậy. Quý vị muốn để cho lòng mình thể hiện với tất cả chúng sinh, quý vị biết rằng chỉ khi quý vị đã làm được rồi cho chính bản thân quý vị, thì quý vị mới có thể giúp được quá và hộ trì cho tất cả vạn vật này. Vạn vật có tánh linh, cũng nhờ đó mà hoan hỷ vui thay. Từ đó mà trên con đường đi đến tri cung rất gần đến với quý vị, sen nở và tiếp nối nhau liếm trên lửa hồng của ánh hào quang quang minh chói rọi của
của các vị chư Phật và Bồ Tát. Lửa hồng này là lửa hồng dịu êm, mát nhẹ, làm cho lòng và tâm quý vị trở nên hoan hô hơn, trở nên hoan hỷ hơn, trở nên từ bi rộng lớn hơn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.